pha lặp lại lịch sử nha anh. À dạ thì em không có ôm chữ nào nữa, em không có trúng tủ, em chỉ lấy tình yêu của em và tâm hồn người đàn bà của em ra để viết về bài sống thôi ạ. Dạ em thì em không có dự đoán tác phẩm nào hết, tại vì em không thấy, em thấy là không có một tác phẩm văn học nào mà có số phận khổ như 2K3 của em cả. Nên em quyết định là sử dụng thân phận của bản thân mình để viết vô tác phẩm văn của họ. Nên là em không có đoán đề, không học tủ và cũng không ôm chữ nào. Em không hề đoán được là nó ra hôm nay là ra một ra bài thơ đó chứ là bài sống. Em không có tủ nhưng mà em cũng khá là bất ngờ. Tại vì trên mấy cái post ở trên Facebook á là toàn là văn xuôi đồ. Xong rồi cái lúc mà lập cái đề ra cái xong rồi mình cũng... Vợ chồng A Phủ vợ nhặt nhưng tâm hồn em bảo sống. Nên là em ôm sống, sáng ra trước khi thi em ôm sống. Dạ nói chung là 3 giờ sáng em dậy em học bài sống, cái ra thi đúng bài sống luôn. Hôm nay sáng nay mình đưa em đi thi là mình có bất ngờ với lại cái tình trạng là con đường này nó bị phong tỏa không cô? Con đường này bị phong tỏa thì cô không ngờ tới. Nhưng mà những cái hẻm mà cái khu cô ở đó là bị cô lấp lại nhiều lắm. Thì sáng nay mình phải đưa con mình đi thi rồi để con mình đi bộ qua đó, xong rồi mình không có được đứng chờ như là của mình mọi năm ấy, thì mình chạy cô như thế nào? Cô chưa bao giờ đứng chờ em. Từ nào giờ có mấy đứa cháu trong nhà cũng vậy, tại vì tụi nó sinh ra lớn lên ở thành phố này cũng tiện ha, và nhà cũng ở gần á, để cứ để tự nó đi nó cũng lớn rồi. Cô cũng đã từng đi thi và giống như trải qua cuộc học đời học sinh như tụi nó, thì lúc nào cũng muốn được thi tốt và may mắn, thì chỉ mong là tụi nó thi lần đầu là đậu luôn, được cái thực hiện được ước mơ của nó. Nhà trường rất là chu đáo, nhà trường đã báo cho phụ huynh biết rồi, trên tin nhắn điện tử đã báo hết trước hết rồi, cho phụ huynh biết trước là sẽ hai đầu đường là sẽ bị ngăn cấm như vậy, và học trò các con thì tự đi vào chứ phụ huynh không được vào, đã biết trước rồi nên là cũng không có bỡ ngỡ. Hôm qua đi thì không có chặn, thì hôm nay thì ra thấy chặn, nhưng mà cách làm như vậy cũng tốt thôi, tại vì hôm nay là rất là thông thoáng, không như hôm qua thì nó cập rập một xíu. Đưa con đi học đi thi hai hôm nay á thì thấy cái cách tổ chức như là cũng tốt, đặc biệt là cái khâu xét nghiệm trước khi tổ chức thi á, thì cái đó thì cũng an tâm. Hôm nay thì thấy chặng đường kiểu này thì thấy nó càng an tâm hơn so với hôm qua. Làm bài được không em? Dạ. Làm bài được không? Dạ được anh. Trúng tủ. Em học bài sống trúng tủ hả? Dạ nói chung là 3 giờ sáng em dậy em học bài sống, cái ra thì đúng bài sống luôn, tại vì em cũng ngỡ ngàng, em viết đại thôi, viết ba tờ thôi rồi. Nhưng mà bữa thì em học bài sống không hay là đến? Dạ bữa trước em tủ mì đêm đông ạ. Nhưng mà sáng thì em ngồi dậy em học nên là viết được thôi ạ. Em nhắm mình làm bài được bao nhiêu điểm? Chắc là trên liệt á. Dạ em nghĩ là có thể trên liệt là một sự may mắn đấy em rồi. Tại vì em cũng không đòi hỏi cao với môn văn và em cũng đã cố gắng hết sức để 12 năm đi học có được một bài văn cuối cùng của cuộc đời mình. Dùng tâm hồn sĩ tử 2K3 để làm bài văn cuối cùng của năm 12, và đây là lần đầu tiên trong 12 năm đi thi em được qua tờ thứ 3. Nếu may mắn thì có thể 6 hoặc 7, còn em chỉ cần nó trên 5 là được ạ. Dạ thì hiện tại em vẫn ôm theo một vài lịch trình trước đó, nhưng mà em cũng vẫn còn hơi lo lắng nhẹ. Nhưng mà sau khi thi môn văn thì em cũng đỡ run hơn rồi. Em đã liệt kê những dẫn chứng về sự cống hiến của những bác sĩ tuyến đầu, sự cống hiến của những anh dân quân, hay đơn giản là sự cống hiến trong việc học tập và lao động, hay là đơn giản là ý thức của những người dân không ra khỏi nhà, đó là ý thức chống dịch, thì đơn giản đó là sự cống hiến với xã hội và cống hiến với đất nước trong việc phòng chống dịch bây giờ. Thì đó chính là những cái dẫn chứng mà em liệt kê trong đề bài. Dạ thì nó là một cái cú bực với số đông 2K3, bởi vì em thấy các bạn đều đoán và khả năng rất khó để ra văn xuôi, ra thơ. Nhưng mọi thứ nó không như chúng ta biết trước, cũng như em trước đó cũng chỉ buộc miệng nói rằng là em muốn ra Xuân Quỳnh, bởi vì đơn giản em thích ghi về tình yêu, và vô tình nó đã ra đúng với tất cả những gì em đã tính. Dạ nghĩ chắc cũng được trên trung bình, qua đủ điểm tốt nghiệp thôi. Đi đời sống thì nó ra trong cái phần nào, khổ nào của bài thơ? Dạ ra hết nguyên khổ luôn. So với cái bài này thì hôm qua em có thử xem những cái status của đêm bao và em cảm thấy như thế nào? Dạ, hôm qua em không có xem tại vì ôn bài, không có lên mạng. Tại vì nó kiểu nó nhiều bài văn nên không có biết đoán được bài nào ra.
nên chỉ rất khó. Còn mấy cái còn phần trước thì ở trên nó cho sẵn rồi, có thể nghĩ ra được. Bài đó cũng lâu rồi không ra. Nếu lại cô của em cũng kêu là bài đó cũng chắc nghĩ không có, giờ chắc năm này sẽ không ra đâu. Giờ bài đó em cũng ôn sơ sơ thôi rồi. Tại em nghĩ cũng không ra nên em cũng không ôn kỹ. Trước đó em có ôn tủ cho mình bài nào không? Dạ em nghĩ vợ chồng Hoa Phủ hoặc là bài Nhạc. Em cũng có xem qua bài Sống rồi nên cũng không thấy khó. Em cũng không nghĩ tới sẽ ra bài Sống. Dạ em nghĩ chắc khoảng 7 điểm. Dạ em hy vọng sẽ được 7 hoặc 7 điểm rưỡi. Chấm trên thang 10 thì em nghĩ chắc là 7. Nhưng mà cái này trên quan điểm của em thôi. Dạ em có không tủ cho nên là em thấy bài Sống thì nó cũng bình thường. Vậy thì về phần nghị luận xã hội thì em làm bài như thế nào? Dạ em nghĩ là cũng được, khá là nó gần với lại cuộc sống của mình. Nói chung là đề đưa về cống hiến nó cũng sẽ dễ làm, chứ nó không quá khó. Vậy em có đưa một cái dẫn chứng cụ thể nào về cái tình hình xã hội hiện nay vào cái bài tình hình xã hội của mình không? Dạ em đưa về những bác sĩ tuyến đầu đang chống Covid là họ là những con người hiện đang cống hiến cho tổ quốc. Em lúc đầu em nghĩ là ra văn xuôi mà rất là ra thơ. Mà tổ vợ Nhạc xấu thì kiểu nhiều người cũng kêu là chắc không ra đâu á. Thường thì các thầy cô sẽ không nghĩ là sẽ ra bài Sống, là cũng lướt qua thôi ạ. Lúc đầu em nghĩ là tổ là nó sẽ ra là tác phẩm là Người Lấy Đào Sông Đà hoặc là Vợ Chồng Ao Phủ, Vợ Nhạc. Nhưng mà hôm nay nghĩ là nó sẽ ra là những là tác phẩm bài văn như thế, nhưng mà ngược lại hôm nay là lại ra là thơ là Sống à. Thì cũng phấn khởi thôi, nói lại nó trả lời lắm. Nó không bao giờ nó nói là nó làm được rồi. Nhưng mà kết quả thì tương đối khả quan. Nên tôi tin rằng nó sẽ tốt. Tại vì em không rõ lắm, tại cô dừng em chấm khó nên em nghĩ tầm 6 điểm mấy chứ tầm đó. Em học hết. Em học hết rồi em mới dám đi thi ạ. Xin Diệu từng có câu là làm sao sống được mà không yêu, không thương không nhớ một kẻ nào, em cho đúng câu đó vô xong em không làm được gì nữa đâu.